Sư phụ là người con duy nhất của Thượng Đế, là Minh Vương duy nhất của Thượng Đế, là Thiên Tử duy nhất của Thượng Đế. Xuống trần ở thời nay có 7 dòng hầu hoàng, và có cái sự liên hệ rất là chặt chẽ với các chư Phật và thiên đình. Không có người thứ hai à. Có ai ở ngoài đó muốn hiểu cái gì, hay là nghe những lời của ma quỷ nó xúi dục, nó nói nó xuyên tạc như thế nào, thì do cái tâm của mình nhìn để mà phán xét. Sư phụ là người truyền tin, thiên tử không có làm lỗi. Thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nghe lời cha dạy, mẹ dạy. Thiên tử luôn luôn lúc nào cũng nhớ bổn phận của mình, phải làm cho cái quả địa cầu này từ cực ác thành cực thiện, năm thứ ác sẽ đi. Thiên tử lúc nào cũng thương 100 triệu dân nước Việt, lúc nào giờ giấc trí tuệ sức khỏe cũng đều hy sinh cho 100 triệu dân nước Việt, là chuyện chung của đại cuộc nước Việt sau này thống lãnh toàn thế giới. Thiên tử không bao giờ nghĩ cái gì riêng tư hết. Còn những ai mà nghĩ riêng tư, nghĩ cho ta, cho cái của tôi, thì cái đó là tà.